Nước đắng là gì? Nước đắng có giả tật không? Nhìn giống tôi gì trời? Tôi chứ ai? Sao mà hay ghê á? Làm sao qua mắt em được? Cái gì? Cái mặt tỉnh rồi. Mọi người sẽ chạy hết. Rồi, à, nhờ Hồng Phước của ân trên thì tôi biết ngay là ông Lê Việt Bảo Hoàng. Trần Việt Bảo Hoàng mà bà ơi. Sao mà hay ghê á. Đó, tôi đã chiến thắng được một thử thách mời biên tập uống nước đắng. Khoan nha, nhìn giống tôi gì trời. Tôi chứ ai? Năm em. Sai. Năm chị. Sai luôn. Ai trời? Cho một cơ hội cuối nè. Chị Thanh Hằng à? Bấm đáp án xem nào. Trời ơi. Tôi cũng nghĩ nam chị đó. Thái Như Lê. Cái này là giống lỗ mũi của tôi quá vậy. Nam em. Không biết ai luôn á. Nam anh. Chốt. Hồi nãy nói nam em rồi sao lắc đầu? Ủa sao lắc đầu? Trời ơi. Hương Ly. Làm sao qua mắt em được? Chị Thanh Hằng. Trời ơi. Tiểu Vi hả? Ai trời? Em thấy bấm qua cái là đón liền thì sẽ đúng nha. Ngọc Châu nè. Còn mình suy nghĩ quá là mình bị phân tâm. Yeah. Mình đáng liền đây. Binzy. Chỉ có Binzy mới đeo kính thôi mà hy vọng là tao dữ. Hết rồi. Hết rồi là mình sai ba người đúng không? Ba đi em ơi. Trời, chương trình cho cái gì chẳng ăn uống không à? Đắng lắm hả? Đắng lắm là đúng rồi. Đắng cỡ nào? Đắng dữ dội đó. Chị uống trước đi. Cái này dễ ăn mà. Wow, uống cái này có hại cho sức khỏe không? Không, nó giống như là thuốc nam vậy đó. Uống thử coi. Đắng không? Có đắng gì đâu. Rồi. Chuyện cặp sai rồi. Mày giống cà phê vậy. Uống cà phê. Thấy bình thường lắm luôn á. Đào cứ dữ rồi. Bình thường em uống có mấy ly rượu má ơi luôn. Cái này giống thuốc bắc á. Cái này là một loại nước uống để mát cho người giải nhiệt rồi. Tuyệt vời thế nhờ. Nếu mà trong giai đoạn Covid là người ta sẽ nói em bị Covid nha. Em không có cảm nhận được vị nha. Em vẫn thấy đắng nhưng cái vị đắng đó em chịu được nha mọi người. Cái mặt tỉnh rồi. Mọi người sẽ chạy hết. Cảm ơn phần thử thách. Phần thi vừa rồi quá đơn giản để em được phạt. Và em được hưởng ba cái ly nước đắng nhưng mà lại tốt với sức khỏe. Cảm ơn chương trình, cảm ơn Giang.